Kinh nghiệm mà bột lạc bánh tét bao nhiêu năm? Kinh nghiệm này là kinh nghiệm làm mà làm bè đi sao được không? Đồng chí Hòa biết là sử dụng nút đấy là nút gì không? Dạ, nút dẹp. Được, đồng chí phán được chưa? Quá, cái đó nhìn dễ thương quá à. Ố này như nào ta? Để như thế như nào? Bây giờ Hòa sẽ mang xuống đây này cho mọi người xem. Đến nơi. Thôi đi mang xuống đây. Để em dựng lên. Chị giữ cái cành để em quấn cái này cái. Đây là chị quấn bằng cái này để em giữ cái này. Rồi. Rồi. Kinh nghiệm mà bột lạc bánh tét bao nhiêu năm? Kinh nghiệm này là kinh nghiệm làm mà làm bè đi sao được không? Đồng chí Hòa biết là sử dụng nút đấy là nút gì không? Dạ, nút dẹt. Được, đồng chí phán được chưa? Bọn em đã hoàn thành xong. Và đây là một bông hoa này. Phía đằng xa kia bông hoa. Ôi đẹp thật. Phúc ơi, quay lại nhìn chị đây. Ôi đẹp quá. Cái bông hoa màu tím này nó sẽ mãi mãi ở đây. Mọi người hãy tới đây để check in nhá. Hòa sẽ là người check in đầu tiên. Phúc ơi. Đây. Nếu mà hôm nay chị nhặt được một viên đá có hình trái tim thì chị sẽ sớm có người yêu. Wow. Đề bài chị đưa ra hơi khó. lên một, đẩy cái chỉ một phút nữa thôi. Một phút nữa thôi. Chị sẽ tìm được. Oh, đây. Ôi chị Hòa ơi, đây. Đúng rồi. Sao có người yêu rồi? Giới thiệu Chinsu các con biển đông mới.